không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Làm gì vậy? Ném kỳ cục quá vậy? Giờ đây phiền quá, không có tâm trí chơi. À phải rồi, tôi có đọc báo, người đám cưới với đồ Nhật Lan có phải là thoải mái không? Chuyện này làm cho ai nấy đều không có vui, nhất là Tiểu Bắc đó. Tôi cũng gặp bác sĩ Hướng, cậu cũng không vui, cậu có vẻ mất tập trung lắm. Nè, cơ hội của cậu đó, cậu đã nắm bắt đi. Vậy tại sao anh không thể quan tâm bạn bè chứ? Đừng suốt ngày đối với người ta lúc nắng lúc mưa nữa. Nè, bây giờ là cậu yêu người ta mà, liên quan gì tôi chứ hả? Tôi quan tâm cậu có ít sao? Còn nữa, tôi đã có Tiểu Đồng rồi, muốn tôi làm tên hàng thế kỷ sao? Quan tâm bạn bè thôi mà. Một người đàn ông phải có trách nhiệm, phân biệt rõ ràng lắm, không bao giờ để người ta có ảo tưởng sai lệch. Huống hồ tôi bị ba của cổ là sư phụ của tôi Hướng Vô Danh hành đến tàn tạ rồi, còn đừng có phá tôi nữa. Hành tới anh tàn tạ? Ông lợi hại lắm sao? Không chỉ lợi hại mà còn biến thái nữa. Cậu mãi mãi không biết ông ta đang nghĩ cái gì đâu. Ngay cả con của ông nghĩ gì tôi còn chưa biết, huống hồ là ông. Nè, đừng nói tôi không nhắc nhở cậu nha. Kẻ thù lớn nhất của họ Đồ không phải là chúng tôi đâu, mà là Hướng Vô Danh. Lỡ như để họ biết được Hướng Tâm Nghiên là con của Hướng Vô Danh thì chắc chắn cổ nguy hiểm lắm. Dạo này là giai đoạn cát thường rồi, Tiểu Đồng thì suốt ngày nghĩ lung tung, cho nên an toàn của bác sĩ Hướng trông cậy vào cậu. Tôi hiểu rồi. Sao ba không nghe điện thoại vậy chứ? Anh ok cũng không nghe. Sếp Trần. Bác sĩ Hướng. Anh làm tôi giật mình đó. Làm gì sợ gì? Anh nhìn bóng đèn đi, tự nhiên cứ chớp tắt suốt. Để tôi coi. Phích cắm bị lỏng thôi, đừng sợ. Cảm ơn anh. Không có gì. Sao anh ở đây vậy? Tôi hả? Đi ngang thôi, thấy không yên tâm nên lên coi thử, thì ra cô vẫn còn ở đây. Đi ngang? Hình như chỗ này hẻo lánh lắm đó. Ờ phải. À, cô nói là có bảo vệ mà. Lúc nãy tôi tự do ra vào không thấy ai hết. Chị Thanh cũng nói tối nay anh bận nhiều việc, sao lại ở đây?
mà nói gì thì nói, tối nay chỗ này có vẻ như có chút u ám. Sếp Trần, hèn xuống dưới với tôi một chút nước uống. Cô muốn gì? Đây rồi, cầm giùm tôi đi. Nhiều quá, uống có hết không đi? Tôi thấy có nhiều vị vẫn chưa uống thử, cho nên muốn uống thử thôi. Trước đây chưa bao giờ tôi mua nước ngọt nhiều vị như vậy hết. Nhưng mà thì ra uống vào đúng là ngon lắm. Thật ra đổi một khía cạnh để nhìn thế giới này đúng là có thể khác hẳn. Sếp Trần à, anh cũng thử đi. Cũng được. Chính vì không biết có hợp khẩu vị với mình hay không nên phải uống thử. Thật ra thì bình thường uống những thứ đó cũng chưa chắc hợp khẩu vị của mình đâu. Anh ok tốt lắm, vừa nhiệt tình lại vừa cởi mở, còn có nghĩa khí nữa. Nhưng mà không có nghĩa là cục mịch thì không tốt. Tôi biết cô thích anh ok, nhưng mà tôi cũng được lắm. Có thời gian thì cứ suy nghĩ thử. Tôi sẽ chờ cô. Có chút bất ngờ. Sếp Trần, cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng thật ra bây giờ tâm trạng của tôi vẫn còn từ từ điều chỉnh lại. Bản thân tôi cũng không biết chừng nào mới có thể sẵn sàng. Nhưng mà cảm ơn anh. Tôi biết. Bây giờ cuối cùng tôi cũng đã hiểu tâm trạng của Ranh con ra sao. À, cũng khuya rồi, tôi phải về phòng làm việc thôi. Cô còn siêng hơn cảnh sát chúng tôi nữa. Cũng phải. Hôm nay cảm ơn anh vì đã ngồi với tôi. Không có gì, tôi tiễn cô lên trên. Ừ. Tiễn tới đây được rồi, tôi tự xách là được. Cũng được. Bye bye. Bye bye. Tiểu Nam, sao thấy tôi tới thì đóng máy tính lại vậy? Đang coi gì sao? À, những sao Hàng cơ bắp thôi. Cô cũng đâu thích phim Hàn đâu ha. Nè, cho mượn coi. Thôi đi, sưu tầm mà. Coi thử đi, cho tôi coi thử đi mà. Coi thử một chút thôi. Thằng khốn thoải mái đó sẽ làm cô rể cơ bắp gì đó của họ đồ. Tuy hơi đơn giản một chút, nhưng sau này đi, anh sẽ mua chiếc đẹp hơn cho em. Là anh đang hỏi cưới em thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Từ nhỏ tới lớn, anh chưa bao giờ tặng nhẫn cho con gái.
Sao im lặng vậy? Cười lên đi. Anh hứa rồi đó, không được nuốt lời. Lần này là lần cuối cùng, cuối cùng em khóc vì anh. Anh thoải mái, em muốn gặp anh một lát. Có cái này đưa cho anh. Nếu có gì đặc biệt thì tìm tôi nha cô chủ. Cũng được, cảm ơn chú An. Ok, bye bye. Không ở chỗ lúc trước của em sao? Bây giờ chúng ta có hai người, giá nào cũng phải ở rộng hơn một chút. Bà đã sắp xếp cho chúng ta rồi, chỉ cần bản thân anh dọn tới là được. Muốn thêm cái gì thì nói cho em biết nha. Anh có thích không? Em có tình kêu người đặt ở nước ngoài về đó. Thích lắm, lý nào lại không thích. Luôn cả phòng tập anh cũng không cần đi nữa, hằng ngày chỉ cần ở bên em thôi. Anh nói đó nha, đến lúc đó đừng cho em phiền nha. Nè, anh qua đây coi phòng khách đi. Chà, chỗ này dễ chịu lắm, anh thích lắm. Qua đây ngồi đi. Em à, dạo này em vì hai chúng ta làm bao nhiêu việc, cực thân em quá. Từ nay anh nhất định sẽ cố gắng làm việc. Anh sẽ đối xử tốt với em, không phụ lòng em đâu. Tin anh đi. Em tin anh. Được rồi, tới giờ anh đi rồi. Đi đâu chứ? Có phải em quên hôm nay chúng ta phải đi thử áo cưới và thử nhẫn cưới hay không? Em đâu có quên, em nhớ mà. Được rồi, mau đi đi, chị Tina đang đợi chúng ta. Được. Ủa, dơ rồi. Chắc là lúc nãy anh đụng vô bức tường. Em cầm điện thoại giùm anh trước đi. Nhà vệ sinh ở đâu? Bên kia. Chị Tina, thật tình em không thể chọn được. Cái này thì có vẻ thanh quá, cái này thì có vẻ hơi nặng một chút. Họ còn kiểu nào không vậy? Thử cái này đi. Y như hoa hậu vậy. Phải, đúng là hợp với em lắm. Chị Tina, chị giỏi lắm. Vừa chọn đã chọn được rồi, lại còn có tầm nhìn. Không phải chị giỏi, em giống y như ba em, cứng đầu cố chấp. Sau này chồng em chịu dài dài. Không lý nào, em thương thoải mái lắm. Tuy em đã quen sống cuộc sống tự lập ở nước ngoài bấy lâu, nhưng sau khi đám cưới thì không phải chỉ có một mình em, còn có thoải mái và gia đình nữa. Chị Tina, có phải vì như vậy cho nên tới công ty thì chị làm mặt khác, về tới nhà gặp mặt ba thì làm mặt khác hay không? Tất cả phụ nữ gặp người đàn ông mình yêu đều có bộ mặt khác hẳn. Em có biết yêu là gì không? Trong chữ yêu có chữ tâm, có chữ thụ. Ý tức là nói, yêu phải dùng trái tim để cảm nhận. Vợ chồng với nhau luôn chú trọng tin tưởng và nhường nhịn. Coi bộ em phải học đạo lý vợ chồng chung sống này dài dài rồi. Bình thường em và thoải mái bên nhau, ảnh vui vẻ, ảnh thích thì em sao cũng được, em cũng mặc kệ. Tất cả phụ nữ tài giỏi gặp được người đàn ông họ yêu, ai cũng trở nên ngu ngơ. Đàn ông thì tệ lắm, em chiều họ quá, trái lại họ không biết trân trọng.
Sao cũng được. Em phải để thoải mái biết được. Không có em thì không được. Trời, em thay đồ còn nhanh hơn anh nữa. Vợ anh mặc như vậy đúng là đẹp lắm. Anh cũng giống như Bạch Mã Hoàng tử vậy thôi. Lúc nãy hai người nói gì mà vui vẻ vậy? Đâu có. Bí mật của phụ nữ không nói cho anh biết. Phiền hai vị đợi một lát. Hiện giờ đồng nghiệp của tôi đang lấy cặp nhẫn ra cho hai vị. Mới nhập kiểu mới đó, hay là coi thử trước đi. Cảm ơn. Nè, kiểu này đơn giản hơn. Còn kiểu này thì long trọng một chút. Kiểu này thì hơi quá một chút. Chiếc này đơn giản cũng đẹp lắm. Chiếc này cũng đẹp lắm. Hay là chiếc này, em cảm thấy chiếc này cũng được lắm. Chiếc này cũng hợp với em. Nè, làm gì vậy? Sao anh giả lả vậy? Đâu có, tại anh thấy nó cũng hợp với em thôi. Bỏ đi bỏ đi. Anh đi coi những thứ mà anh thích coi đi. Em tự coi được rồi. Đàn ông các anh coi một chút xíu đồ cũng không thể kiên nhẫn. Đi đi. Một đời người một đời vật. Con muốn tìm được cô gái con thích thật ra đã khó khăn lắm rồi đó. Nếu tìm được cổ yêu con cũng yêu cổ thì càng khó hơn nữa. Nè, hôm nay sư phụ vui vẻ lắm. Tiền bạc thì xài không kịp. Tặng cho tụi con mỗi đứa một cặp có chịu không? Dạ, thì đó, sư phụ nói đó nha. Yêu nhiều rồi lắm, chiếc 1,2 triệu này ra, Tiểu Bắc thích lắm. Thoải mái. Nè, thoải mái, qua đây. Có đẹp không? Có chuyện gì vậy? Không có gì. Thật sao? Chúng ta thử đi. Anh giúp em đi. Bây giờ chúng ta về đó nha. Anh đi trước đi, em tự về được rồi. Hả? Không cần tiễn em sao? Em có hẹn rồi. Hẹn với ai vậy? Đám bạn thân của em. Họ nói muốn tặng quà cưới cho em mà. Vậy hả? Không cần tiễn em thật sao? Không cần đâu. Anh cứ đi tìm bạn bè của anh đi. Anh trở nên đeo bám hồi nào vậy? Vậy thôi được. Em nhớ cẩn thận đó nha, có gì gọi cho anh. Được rồi, dài hơi quá. Được rồi, bye bye. Alo. Xin lỗi nha, tôi hơi trễ. Gọi nước cho cô rồi. À, cảm ơn chị. Quả nhiên phụ nữ sắp đám cưới luôn cả nét mặt cũng hạnh phúc hơn. Chị đừng cười tôi nữa. Sao có thời gian tìm tôi vậy? Không cần lo chuyện đám cưới sao? Phải, cũng bận lắm. Hơn nữa bây giờ còn bận, càng thêm bận nữa. Chuyện gì vậy? Hôm nay trong điện thoại của anh thoải mái. Thấy Tiểu Bắc gửi một tin nhắn cho ảnh, nói là muốn đưa chút đồ cho ảnh với lại gặp ảnh. Tôi thấy lo lắm. Tôi không biết là cổ muốn gì, không biết cổ có tới làm loạn không. Tiểu Bắc và thoải mái còn liên lạc sao? Tôi cũng tưởng đâu là không có. Nhưng coi bộ có thể thoải mái còn giấu tôi chuyện gì đó. Vậy thoải mái có trả lời cổ không? Trước khi anh thoải mái quay lại, tôi đã xóa tin nhắn đó rồi. Lần này tôi tìm chị là muốn cầu cứu. Tôi không thể để cho Tiểu Bắc phá hoại đám cưới của tôi và thoải mái. Cô muốn tôi làm gì? Tôi muốn chị giúp tôi. Giúp tôi làm cho Tiểu Bắc từ bỏ ý định đi. Chị là phụ nữ, chị hiểu mà. Khi trong lòng người yêu của chị có chứa một cô gái khác chứ không phải chị. Nếu cô gái đó còn giống như quả bom hẹn giờ vậy, sẵn sàng chen vào mối quan hệ của chị, cảm giác đó thật sự là khó chịu lắm. Tôi không thể để cho cổ phá hoại hôn nhân giữa tôi và thoải mái được. Chị coi như tôi cầu xin chị đi. Chị Tây à, ngoại trừ chị ra, Tôi thật sự không biết có thể nhờ ai giúp đỡ nữa. Đối với tôi mà nói, thoải mái thật sự quan trọng lắm. Tôi lo lắng lắm. Tôi không thể thiếu ảnh được. Chị giúp tôi đi. Chị coi hai bộ này
có hợp với bộ đồ chị sẽ mặc trong đám cưới không? Giá trị lắm. Tôi làm vậy có phải không nên không? Còn bắt chị làm người xấu vì tôi. Không sao, tôi quen diễn vai này rồi. Dù sao trước giờ tôi cũng không phải là người tốt. Tức là chị chịu giúp tôi sao? Yên tâm đi, giá nào tôi cũng không để Tiểu Bắc phá hoại hôn lễ của cô đâu. Cảm ơn chị Tây. Tóm lại bây giờ cô cứ tập trung để làm cô dâu thật đẹp của cô, đừng nghĩ gì hết. Ừ. Uống nước đi. Đây là hình siêu âm của con cô có thể nhìn thấy rõ. Thật ra đứa nhỏ đã thành hình rồi. Phần đầu thì ở đây, đúng vậy, còn đây là chân. Lần này tôi coi như trả nợ cho anh. Sau này anh có chuyện gì đừng có tìm tôi nữa. Cầm lấy đi, anh đáng được hưởng. Cầm lại đi, mà anh mau chóng rời khỏi đây. Đừng để người ta biết tôi lộ bệnh án của bệnh nhân đó. Chắc chắn tôi sẽ ở tù ngay. Anh đi đi, đừng có tìm tôi nữa. Khoa phụ sản. Cảm ơn nỉ mặt. Cảm ơn. Ô, cảm ơn. Ông, chúc mừng ông. Cảm ơn. Chúc mừng. Mời qua bên này. Chào ông chủ đô. Chúc mừng. Ông chủ đô, con rể ông là người nào vậy? Đọc trên tạp chí không giống như là phú nhị đại du học nước ngoài vậy sao? Giữ bí mật cái đã, lát nữa ông sẽ nhìn thấy người thật ngay. Nè, nói gì thì nói, đại bảo đâu rồi? Thằng quỷ đó sáng nay không biết ăn trúng cái gì đi tới bây giờ. Tôi nghĩ là nó sẽ không tới được. Ông đồ hả? Cậu chủ đã tới rồi. À, xin lỗi nha, mạn phép một lát hả. Uống thêm vài ly đi, lát nữa phải uống với tôi nha. Ông chủ quan, để tôi tiếp ông. Được. Để con cài chỗ này giùm nội ha. Ba à. Đại Bảo à, làm cái gì vậy, sao không gõ cửa? Đại Bảo à, con đang làm gì ở đây chị? Bên ngoài cả đám người đang đợi con tiếp đó. Thực tế con không muốn tới. Thằng thoải mái đó, con nhìn thấy đằng trước là ghét đằng sau rồi. Hôm nay là đám cưới của em con. Con làm tốt làm xấu cũng phải diễn cho xong màn kịch này. Ba, con nói rõ cho ba biết. Con thương em con, nhưng lần này con tới là nể mặt ông nội mà con kính trọng nhất. Con không muốn nhìn thấy đám người ngoài kia. Con không nghe lời ba nói sao? Nên à, làm cái gì vậy? Hôm nay là ngày vui của cháu gái ba mà. Hai người lã lối ôm sòm làm gì vậy? Bản thân con có nhiều đàn em với đó, lo liệu được mà. Bây giờ bà có chuyện đó quan trọng muốn bàn với thằng Bảo. Ông nội cẩn thận đức. Sắp giấy tờ đâu rồi Bảo? Dạ có. Ông nội. Nội đã nói con tài giỏi mà. Nội căn dặn con làm con liền làm ổn thỏa. Tài liệu cũng chi tiết. Chuyện nhỏ thôi mà. Từ đầu anh tùy tiện đã biết bản thân bị ung thư. Chỉ còn sống thêm vài tháng nữa. Suy đoán của ba cũng không khác rồi lắm. Bảo à, con làm gì vậy? Rõ ràng thoải mái của âm mưu, chúng ta còn cho hắn ở lại sao? Chuyện nhỏ nhặt này đừng ồn quá. Hôm nay là ngày trọng đại, đừng nên làm rối tung. Cả nhà phải vui vẻ một chút chứ. Tức là cứ mặc kệ cho Nhược Lan lấy tên lưu manh đó sao? Em con nó yêu thì kệ nó đi. Thằng quỷ đó không tốt cho em con. Con nghĩ ông nội có thể tha cho nó không? Con gái sắp đám cưới quả nhiên xinh đẹp nhất. Nhược Lan, hôm nay em thật sự đẹp lắm. Em đợi ngày này lâu lắm rồi. Có thể đám cưới với người mình yêu là một điều rất hạnh phúc. Nhìn mặt của em không hồi hộp chút nào. Bởi vì trong đầu em đã tưởng tượng sẽ đám cưới với thoải mái nhiều lần lắm rồi. Cho nên không hồi hộp đâu. Nhược Lan, chúc em già thoải mái, suốt đời luôn hạnh phúc và vui vẻ. Cảm ơn chị Tina. Chà, em gái y như thiên thần vậy. Chị Tina, hôm nay họ đồ chúng tôi gả con, tôi có chút chuyện muốn nói với em thôi. Hai người từ từ nói đi, tôi ra ngoài trước. Anh hai. Em à, nói thật với em, mọi người cũng vừa mới biết thoải mái thực sự của âm mưu. Nếu bây giờ Nguyễn đám cưới vẫn còn kịp
Em à, chỉ cần em gật đầu thôi, bên ngoài có xe, với lại cả đám người ở dưới nhà. Thật ra em có điều kiện tốt như vậy, không nhất thiết phải chọn tên khốn này mà. Đủ rồi anh hai. Anh có quyền không tới, nhưng hôm nay đã tới đây, anh làm ơn tôn trọng quyết định của em. Em hy vọng hôm nay mọi người tới đây là đều muốn chúc mừng em. Anh chỉ muốn bảo vệ cho em thôi. Anh hy vọng cái em đạt được phải là thứ tốt nhất. Tốt nhất à? Cái này gọi là tốt nhất sao? Mọi người cứ suốt ngày xếp đặt cái thứ tốt nhất cho em. Nhưng anh có suy nghĩ bản thân em cần cái gì không? Anh chỉ biết thằng Thoải Mái có vấn đề mà thôi. Anh phải nói cho em biết. Đám cưới này và người đàn ông này chính là cái mà em muốn có. Anh là anh của em, em tôn trọng anh. Nhưng anh làm ơn đừng để em đuổi anh đi trước mặt các quan khách. Đừng giận nữa. Anh ra ngoài trước đi. Sao rảnh rỗi tìm tôi vậy? Không cần lo cho anh ok hả? Cần gì lo cho ảnh chứ. Gặp cô còn sướng hơn. Nè, cô có biết không? Siêu thị kế bên Đại Hạ giá đó. Giá đồ rẻ vô cùng. Tôi chuẩn bị xong hết rồi. Nè, chiến lược mua sắm. Trước tiên, chúng ta sẽ tấn công mỹ phẩm trang điểm, sản phẩm dưỡng da. Chẳng phải cô nói sắp xài hết kem mắt rồi sao? Cái đó, chúng ta có thể lên trên mua áo nè. Còn không thì chúng ta có thể đi uống trà. Đi coi phim cũng được. Cô muốn coi phim gì? Tôi đi với cô. Hôm nay chị lạ gì? Lạ cỡ nào chứ? Hai chị em đi dạo, coi phim, ăn cơm. Tôi biết hết rồi. Anh Thoải Mái đám cưới chứ gì. Cho nên chị sợ tôi suy nghĩ lung tung, cố tình tới đây lo cho tôi, đúng không? Cảm ơn. Cô đúng là trưởng thành rồi. Anh ok nói đúng lắm. Anh nói cô nhất định kiên cường lắm. Tôi đã nói rồi, tôi đương nhiên được. Quên rồi hả? Tôi không nói cô không được. Lo cho cô thôi. Tóm lại, cơ hội chỉ có một lần thôi. Hôm nay đi mua sắm, tất cả để tôi trả cho. Sướng vậy. Vậy thì ngày mai mới đi. Tại sao vậy? Ngày mai giảm nhiều hơn đó. Vậy sao? Vậy ngày mai mới mua đi. Nè, dù sao cũng ra ngoài rồi, gọi chút đồ ăn đi. Tôi mời. Vậy tôi không khách sáo. Tự nhiên gọi. Alo. Phải. Alo. Alo. Nghe không rõ cho lắm, tôi ra ngoài nói chuyện. Alo, chuyện gì? Alo, Tiểu Bắc hả? Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô. Bây giờ cô đang ở đâu? Anh Thoải Mái định trốn đám cưới. Anh kêu tôi nói cho cô biết anh sắp tới tìm cô rồi. Cô nói thật sao? Có phải cô cảm thấy những chuyện này tôi cũng nói đùa với cô không? Chuyện lớn trong đời đó. Đừng giỡn nữa mà Tiểu Tây. Có phải cô điên rồi không? Cho dù cô không tin tôi cũng phải tin anh Thoải Mái của cô chứ. Tôi tin, đương nhiên là tôi tin anh Thoải Mái. Vậy thì được rồi, cô mau chuẩn bị đi. Cô tin là được rồi. Vậy tại sao anh ấy không tự nói cho tôi biết? Chỗ của anh có nhiều người canh chừng, ảnh làm sao báo với cô chứ. Cô nhanh lên đi, tóm lại cô tin là được rồi. Tôi tin ảnh. Nhưng tại sao ảnh lại bỏ trốn? Ảnh không sợ người họ Đồ tìm ảnh sao? Nè 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 nè, tôi không nói với cô nữa, bên tôi đang bận lắm. Tóm lại lát nữa cô gặp ảnh, cô tự hỏi ảnh đi. Vậy tôi gặp ảnh ở đâu? Bây giờ tôi nhắn địa chỉ cho cô, nhưng cô không được nói cho ai biết đó. Chị giỏi lắm. Bây giờ cô không cần sợ Tiểu Bắc tới phá đám cưới của cô nữa. Cảm ơn chị Tây. Ông nội. Tại ông nội nóng muốn chạy vô đây coi con trang điểm có đẹp không. Ông nội à, lần này cảm ơn nội nhiều lắm. Không có nội, con cũng không thể đám cưới được. Quan trọng nhất là con vui vẻ thôi. Bây giờ con đã lớn rồi, làm vợ người ta rồi. Đừng có bướng bỉnh quá. Biết rồi, ông nội. Con nhất định cố gắng là một người vợ hiền lương thục đức. Ngoan vậy thật sao? Ủa, Nhật Lan, ai tới vậy? Người này là... Ông nội, người này là bạn thân của anh hai, Tiểu Tây.
Chào ông Đồ. À phải, mau thay đồ rồi xuống đi, có nhiều người đang đợi con đó. Dạ biết đó. Ông nội. Bây giờ tôi giao con gái cho cậu. Dược Lan là con gái cưng của tôi. Nếu cậu làm cho nó buồn lòng, tôi nhất định làm cho cậu không yên thân. Tuyệt đối không có đâu ba. Từ nay con nhất định toàn tâm toàn ý đối xử tốt với cậu. Tốt lắm. Còn cơ hội đeo mày. Đi. Tiểu Bắc, nghe điện thoại đi. Anh thoải mái, có phải anh đang tới đón em không? Em sợ lắm. Thêm một tấm nữa nha. Em lắm, anh mau tới cứu em đi.
bắt. Tiểu Bắc, Tiểu Bắc, báo cảnh sát đi, báo cảnh sát đi. Tiểu Bắc đừng chết. Tiểu Bắc, I'm